Lũ quét và sạt lở đất chỉ là hai trong số 21 loại hình thiên tai xảy ra ở Việt Nam. Với vị trí đặc thù nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, lại chịu ảnh hưởng của một trong năm ổ bão lớn nhất thế giới Tây Bắc Thái Bình Dương, nước ta thường xuyên xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Mặc dù mạng lưới quan trắc còn thừa thới, máy móc công nghệ còn lạc hậu, song thời gian qua thì các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành khí tượng đã nỗ lực rất nhiều để đưa ra các bản tin cảnh báo sớm nhất, chính xác nhất. Điều này sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại đáng kể khi người dân nắm được thông tin sớm để chủ động phòng tránh. Bản đồ Sinop này có từ đầu thế kỷ 20, nhưng đến nay vẫn là một trong những phương pháp chính để cơ quan khí tượng thể hiện đường đi của bão. Nó được dựa trên số liệu về áp suất khí quyển, gió, mây, mưa từ các trạm trên đất liền, biển và viễn thám vệ tinh. Tuy nhiên, bão hoạt động ở ngoài khơi, nơi chúng ta gần như có rất ít số liệu đầu vào, nên sai số là khó tránh khỏi. Đi cùng với việc sử dụng bản đồ Sinop, thì dự báo viên phải xem xét các kết quả do các mô hình số trị dự báo bão. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có mô hình của riêng mình, mà dựa vào của các trung tâm khí tượng lớn trên thế giới như Nhật, Mỹ, châu Âu. Mô hình dự báo bão của chúng ta hiện nay thì phổ biến chúng ta sẽ sử dụng là các mô hình thời tiết và có những cái mô hình của nước ngoài chúng ta tham khảo. Tuy nhiên, để mà xây dựng và phù hợp với các yếu tố trong Biển Đông hay là các yếu tố hoàn lưu ở trong khu vực của chúng ta thì chúng ta phải thêm vào những cái nghiên cứu chúng ta phải có những cái đồng hóa số liệu ở các khu vực ven bờ của chúng ta như radar chẳng hạn. Đây là những cái mô hình mà chúng ta chưa có được. Trước đây thiệt hại do bão tố rất nhiều thì nay đã giảm được tối đa nhờ việc dự báo chính xác và sớm hơn đường đi và hướng di chuyển của bão. Để có được kết quả này, đó là một quá trình đầu tư rất nhiều về máy móc, trang thiết bị, con người và sự hỗ trợ của các trung tâm dự báo bão lớn trên thế giới. Nếu như với ngành khí tượng dự báo bão là khó nhất thì với thủy văn lại là lũ quét và sạt lở đất. Những con số thiệt hại về người trong năm 2017 do loại hình thiên tai này gây ra càng cho thấy ý nghĩa của việc cảnh báo được sớm thiên tai. Từ cái dữ liệu toàn cầu chúng ta sẽ địa phương hóa số liệu, kết hợp với mạng lưới quan trắc để đưa ra những bản tin cụ thể hơn, chi tiết hơn cho Việt Nam. Và trong năm 2018 thì cũng trong cái định hướng của thế giới thì Việt Nam cũng sẽ triển khai cái dự báo điểm. Là thay vì dựa chung chung chúng ta sẽ có những cái dự báo cụ thể cho từng cái điểm, từng cái huyện xã để làm sao các cấp chính quyền và người dân sẽ nắm thông tin tốt hơn để phục vụ phòng chống thiên tai một cách tốt hơn. Việt Nam nằm trong khu vực Thái Bình Dương nên chịu ảnh hưởng tác động rất lớn của bão và áp thấp nhiệt đới. Chính phủ Việt Nam trong những năm qua đã đầu tư rất nhiều cho công nghệ cũng như trang thiết bị để dự báo bão. Qua đó, Việt Nam tham gia tích cực vào hoạt động của Tổ chức Khí tượng Thế giới. Trong giai đoạn tới, để tăng cường khả năng cảnh báo và giảm nhẹ rủi ro liên quan đến bão và các hiện tượng thời tiết cực đoan, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã phối hợp với các đơn vị liên quan để phát triển hệ thống cảnh báo đa thiên tai toàn cầu. Hệ thống này sẽ tăng cường khả năng dự báo sớm, khả năng thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai gây ra. Thiên tai không có biên giới nên những sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế thực sự là rất quan trọng với mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vẫn biết là dự báo không thể chính xác được 100%, nhưng chỉ khi chúng ta cảnh báo sớm thiên tai thì mới mong giảm thiểu được thiệt hại về người và tài sản.